Chúa thương con nên Ngài cao thắm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Sinh năm 1940,
do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 2:20 ngày 24/3/2023, tức ngày mùng 3/2 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 83 tuổi. Hồn con mong về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người, ôi cuộc đời còn nhiều. Thưa các gia đình anh em nội ngoại họ mặt gần xa, các bậc thông gia, kính thưa quý đại diện các công ty, các vị đồng nghiên đồng của gia đình, kính thưa toàn thể bà con nhân dân tổ liên gia và con hứa thọ thân bằng tiếng cuộc. Tôi là Trần Văn Sửu, con trai trưởng gia đình, trước hết đại diện toàn thể gia ta, anh em con cháu chúng tôi xin được yêu mình cảm tạ tấm lòng thân yêu đầy thành kính của quý vị đã dành cho mẹ chúng tôi và gia đình chúng tôi. Mẹ chúng tôi sau thời gian dài lâm bệnh với bệnh tật hiểm nghèo, các con các cháu của mẹ chúng tôi hết lòng chăm sóc tình thương và được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu bệnh tình quá nặng nên mẹ chúng tôi không qua khỏi. Từ trần tại Vũ Giang vào hồi 2:20 ngày 24/3 năm 2003, tuổi họ 83 tuổi. Đó là sự đau xót rất lớn, một sự mất mát không có gì bù đắp được. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể bà con, gần 20 năm tuổi trẻ và hơn 60 năm làm vợ của cha tôi, mẹ làm bà con cháu chúng tôi, mẹ tôi luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo và tự hào, và là người bạn lớn bình dị, dịu dàng, sống yêu thương với tất cả bà con xóm làng. Sáng nay đây, gia đình được đón nhận sự có mặt của toàn thể quý cụ, ông bà cùng toàn thể bà con nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, anh em nội ngoại họ mặt gần xa, các bậc thông gia cùng toàn thể và con lối xóm đã dành những tình cảm và thời gian quý báu nhất để từ buổi lễ thi điều cho mẹ chúng tôi. Kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể bà con nhân dân tổ liên gia, sự giúp đỡ và thể chia của tất cả mọi người về tình cảm cũng như chung tay lo việc giúp đỡ gia đình chúng tôi thật đáng trân trọng. Nhận được nhiều tình cảm của quý vị, chắc rằng mẹ tôi không an lòng yên nghỉ và gia đình tôi cũng hời hớt nỗi đau thương để lo cho mẹ khiến tôi được ngủ yên và đẹp. Một lần nữa đại diện anh em con cháu gia đình xin cảm ơn toàn thể quý vị cùng toàn thể bà con. Sau buổi lễ, các quý vị cùng toàn thể bà con cùng toàn thể gia đình chúng tôi tiễn đưa mẹ chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Anh em con cháu chúng tôi xin kính mời quý vị cùng toàn thể bà con trở lại gia đình xây chầu uống nước và dùng bữa cơm với gia đình chúng tôi. Trong lúc lo lắng bối rối không thể khỏi chữa tốt, mong được xin trân trọng cảm ơn. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến.
cha ơi, bóng tôi không còn nữa. Chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài, chất ngất bao tình mến. Chúa vẫn luôn ngày đêm dù thương không bến bờ. Xin dâng cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến.
về với Ngài vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài, chúng con, hôm nay gia đình chúng con không biết gì mấy gì hơn là con được thay lời cho gia đình là cầu Đức Mẹ Maria là Quý Du Xê chuyển cầu đời hồng ân Thiên Chúa xuống cho cha, cha là những cái con tàu Đức Tin mà càng ngày thân thiết con cảm ơn cha, con xin các cha được cảm ơn nhân họ, được cảm ơn ba thầy giáo và tất cả các cụ các con các bà các mẫu đoàn nhân họ đã về mà cùng việc nhất dân thánh lễ an táng của gia đình và gia đình chúng tôi hôm nay được là xuất sang của đi trước. Tôi xin cảm ơn chính quyền đảng của chính quyền và tất cả các cấp đảng của thôn Thắng Lợi đã dành một thời gian từ đây để làm nghi thức an táng cho bà phụ nhà tôi được ngồi như thế này. Tôi xin chân thành cảm ơn và cùng nhà tôi tổ chức trải nghiệm xong cũng mời cả những về chính quyền tất cả các bà thôn Thắng Lợi và các ông các bà ban thầy giáo và họ nữ quán Thiên Sơn cho trở về gia đình nhà hiếu để ăn cầu uống nước để siêu đoàn cùng với gia đình. Tôi xin cảm ơn. Sự sống này chỉ thay đổi mà
Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lấy